Vâng, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel. Và rất vui được gặp lại mọi người trong video ngắn nhận định thị trường hàng ngày sau phiên giao dịch của Nghĩa. Thì chúng ta đang gặp nhau sau khi kết thúc phiên giao dịch thứ 3 ngày 31 tháng 10 và thị trường đã chính thức khép lại tháng 10 để mở sang một hành trình mới tháng 11 năm 2023. Và như vậy chúng ta sẽ còn với nhau 2 phút tháng giao dịch nữa sẽ kết thúc năm 2023, một cái chặng đường dài của một năm gần như là đến hồi kết. Anh chị có vẻ như cái phiên giao dịch cái tháng ngày hôm nay không cho anh chị nhà đầu tư chúng ta nhiều cái sự hy vọng, đúng không? Thị trường một lần nữa lại rơi và rơi rất mạnh ở cuối phiên. 41 mã nằm sàn tính trên sàn HOSE, đó là con số mà Nghĩa có thể cập nhật ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng là một cái biến động của thị trường quá lớn, đúng không chị? Thì chúng ta sẽ cùng đi vào đánh giá với nhau xem thử là rút cuộc thị trường này sẽ còn về đâu. Và tháng 11 điều gì sẽ tới, anh chị ha? Thì đầu tiên chúng ta nhìn về kết quả một tí anh chị. Thì trên màn hình anh chị đang thấy đó là cái chuỗi các cổ phiếu đang nằm sàn. Anh chị nhìn sàn có gì? HAH, IDI, VCI, HQC, DGW và rất nhiều các cổ phiếu khác nằm sàn. 41 mã sàn của sàn HOSE, 10 mã sàn của sàn Hà Nội và 9 mã sàn của sàn OPCO. 9 mã sàn của sàn OPCO. Thì đây là cái thời điểm mà chúng ta thấy được là thị trường đang trôi cực kỳ nhanh. Và điều mà mình nói với mọi người đó là điều mà mình ngại. Từ phiên ngày hôm qua mình có cảnh báo anh chị, đó là cái trạng thái Khomerzin Phột Sale diễn ra trên thị trường. Khomerzin Phột Sale diễn ra trên thị trường. Đó chị. Đó là điều mà mình đã nói. Thì phiên ngày hôm nay thì được sẽ xác nhận cho cái việc đó. Thị trường sẽ xác nhận cho việc đó anh chị. Thì đầu tiên là Nghĩa chia sẻ với những anh chị nhà đầu tư, mọi người đang nắm giữ cổ phiếu, chắc chắn anh chị đang cảm giác là thị trường quá là kinh khủng, và anh chị đang có một cái hình bóng của năm 2022 đang lặp lại, đúng không ạ? Còn anh chị nhà đầu tư cầm tiền thì dường như bây giờ đang rất là nóng lòng muốn nhập cuộc, đang thấy là thị trường trở nên là màu mỡ. Nó là một cái thái cực trái ngược hoàn toàn ở thời điểm hiện tại của thị trường. Thì những cái thời điểm mà thị trường chúng ta rơi, thị trường downtrend thì nó luôn luôn là như vậy anh chị. Người này thì thấy sợ, những người khác thì thấy thèm. Thì chúng ta sẽ cùng đánh giá thêm một vài cái yếu tố của thị trường ngày hôm nay ha. Thì cái diễn biến của thị trường anh chị thấy là trong phiên ngày hôm nay thị trường đang vận động với một cái diễn biến khá là ổn ở trong phiên. Có những thời điểm là thị trường buổi sáng kéo xuống vùng 1034, sau đó sau 10:30 thì bắt đầu quay trở lại phòng tham chiếu, thậm chí đóng cửa buổi sáng là đóng cửa sân nhà. Sau đó bước sang phiên chiều thì thị trường vẫn một lần nữa kéo điểm lên cái vùng tham chiếu ở thời điểm 13:42 và sau đó là một hành trình thị trường đạp, thị trường rơi. Và mình nói cái việc này chính là cái việc mà đã xảy ra câu chuyện Khomerzin Phột Sale bán giày chấp chéo. Thì cái việc Khomerzin Phột Sale vì sao nó sẽ khiến thị trường trôi thì Nghĩa đã giải thích với anh chị nhà đầu tư rồi. Thì anh chị hình dung tức là nhà đầu tư người ta sử dụng đòn bẩy như vậy, thì tới thời điểm hiện tại cái mức lỗ nó đã thua lỗ, thì khi tài khoản rơi vào trạng thái là bị khô thì ngay lập tức các công ty chứng khoán sẽ đưa các thông báo, và như vậy thì ai bắt buộc anh chị phải bán cổ phiếu ra, từ chủ động bán cổ phiếu ra, thì cái việc đó nó sẽ kéo trôi đi giờ. Tại vì cái lực bán đó, đó là thời điểm chúng ta bán trong hoảng loạn, mà bắt buộc chúng ta phải đặt lệnh bán. Nếu như mà chúng ta không để bị phục sale thì sẽ bán theo kiểu đó, và như vậy là có một cái khối lượng bán sẽ tuôn ra. Cái việc thứ hai đó là phục sale thì các công ty chứng khoán người ta sẽ sẵn sàng người ta bán. Và anh chị hình dung vì sao cái phục sale nó sẽ bán ở thời điểm cuối phiên, vì đó là một cái quy định của một vài công ty chứng khoán một vài thời gian. Thì cái thời điểm này nếu như diễn ra thì rõ ràng là thị trường nó trôi rất là nhanh. Tại vì cái cuối ngày, cái quán tính cuối ngày từ cái T cộng 2.5 nó sẽ đẩy cái tâm lý của anh chị nhà đầu tư về một diễn biến, đó là
cuối phiên sẽ có biến động, cuối phiên sẽ có biến động. Thì cứ thấy cuối phiên mà bị bán thì mang hàng đè lên nhau mà bán. Và cái phiên ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy được cái khối lượng của thị trường, anh chị nhìn, anh chị có thể thấy được cái khối lượng của thị trường nó đã diễn ra một cái cách đánh cực kỳ nhanh ở thời điểm như thế nào. Ở đây Điện Nghĩa đưa cái chạc volume vào. Đây vậy anh chị nhìn ha. Đấy, cái khối lượng này, anh chị nhìn cái khối lượng. Cái thời điểm mà thị trường chúng ta lên 14 giờ 43 anh chị bắt đầu thị trường rơi ha. Thì trong vòng 3 phút đầu tiên chưa có vấn đề. Nhưng mà sau đó anh chị, sau đó cái cây thời điểm 1 giờ 47 thị trường bắt đầu xảy ra cái trạng thái kích hoạt lực bán, và anh chị thấy khối lượng không? Gia tăng cái hao một phát thị trường rơi. Bắt đầu là có một cái lượng vào người ta hút 1 2 3 4 5 5 phút, chỉ trong 5 phút có một khối lượng vào hút đỡ chỉ số. Thì mình đánh giá đây là một cái dòng tiền của nhà đầu tư người đang chờ bên ngoài, người ta chờ đợi lâu nay anh chị đó. Dòng tiền nhập cuộc, dòng tiền mà bên chờ bên ngoài, người ta đã bắt đầu tham gia vào phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng đánh giá xem thử đây có phải là cú nhập cuộc sai lầm bắt vô rơi hay không, và thị trường chúng ta sẽ như thế nào. Thì cái điều mà nói với anh chị, câu chuyện mà call margin phục sale diễn ra thì nó sẽ cuộn thị trường chúng ta, cứ đến cuối phiên là sẽ rơi, cuối phiên là sẽ rơi. Và câu chuyện này sẽ kéo dài cho tới khi nào mà khối lượng margin trên thị trường hết thì mình đánh giá mới dừng. Còn bây giờ chúng ta sẽ không thể biết chính xác là thời điểm nào. Nếu như xét về yếu tố call margin và phục sale bán dài chấp chiếu, anh chị hình dung ha. Khi nào hết thì khi đó hết phục sale, còn khối lượng margin vẫn còn, thì anh chị cứ hình dung là cứ cuối ngày là bị cuộn, cuối ngày là bị cuộn. Đó. Thì ngày hôm nay anh chị, cái con số mà thị trường chúng ta về thấp nhất đó là 1025. Thị trường về thấp nhất là 1025.03. Và anh chị nhớ cái cách đây đầu tháng 9 thì ATP đã chia sẻ về cái hình ảnh trạng thái phân kỳ, hình ảnh trạng thái phân kỳ tuần, với cái target đưa ra đó là 1024, theo phân tích kỹ thuật phương Tây. Vậy thì ngày hôm nay thì đường về sâu nhất đó là 1025, và tạm thời thì chúng ta thấy là có những cái phần rút chân. Anh chị thấy cái khối lượng của phiên khớp lệnh thỏa thuận nó cũng có một khối lượng rất là ghê gớm ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử là đây sẽ là vùng thị trường dừng lại hay thị trường chúng ta sẽ còn trôi. Vậy nhiên ha, đây sẽ là thị trường dừng lại hay thị trường sẽ còn trôi anh chị. Mà đánh giá đây là cái thời điểm mà cực kỳ quan trọng của thị trường. Chúng ta nhìn một vài các tín hiệu của dòng tiền thì ngày hôm nay chỉ thấy là nước ngoài đã quay trở lại trạng thái mua ròng sâu 5 phiên, nước ngoài bán ròng với khối lượng mua ròng là 306 tỷ, và nước ngoài thì mua, chỉ thấy là mua trên diện rộng ở rất nhiều các cổ phiếu, bán tập trung cổ phiếu Vinhome 257 tỷ. Nếu hôm nay mà nước ngoài không bán Vinhome như vậy thì hình dung các khối lượng mua ròng nó sẽ lớn. Thì thấy là nước ngoài mua chủ động mà mua đầu phiên, sau đó bước qua phiên chiều anh chị thì nước ngoài có một cái khối lượng bán đột ngột ở thời điểm là 13 giờ 44. Đây 13 giờ 44, đây vậy đó, đây là cái nhịp mà nước ngoài bán này. Vậy nhiên đó, 13 giờ 44 nước ngoài bán tới thời điểm là 13 giờ 54, 13 giờ 54, đây chính là cái yếu tố tác nhân đẩy thị trường rơi thời điểm từ 13 giờ 44 đến 13 giờ 54, đó là do nước ngoài người ta bán vậy. Tự nhiên nha, có một khối lượng bán diễn ra từ 13 giờ 44 đến 13 giờ 54, và đó chính là cái yếu tố mà vì sao thị trường rơi có quan tính. Sau đó vậy thì làm sao,
bắt đầu là cá nhân mang hàng ra bán, câu chuyện phục sale conversion diễn ra, và đây là thời điểm nước ngoài quay trở lại mua rồng. Chị Nhi, từ thời điểm 13:53 bắt đầu nước ngoài quay trở lại mua rồng đó, tức là nước ngoài bắt đầu mua rồng lại cái giai đoạn này. Thì có vẻ như chiêu trò ngày hôm nay chúng ta nhìn thì khá là cây cú, không gì nhìn cái diễn biến của thị trường, có vẻ như nước ngoài ngày hôm nay có một cái khối lượng điều tiết thị trường khá rõ. Đương nhiên thì nước ngoài có một cái tỷ trọng giao dịch nhất định trong một phiên à, đấy à, nó không thể can thiệp hết hoàn toàn các cổ phiếu trên thị trường, nhưng mà ở thời điểm này thì thanh khoản thị trường yếu, không vậy, giống thanh khoản thị trường yếu, nhà đầu tư cá nhân chưa dám xuống tiền đó. Thanh khoản thị trường thì yếu, nhà đầu tư cá nhân thì chưa dám xuống tiền. Thì như vậy chỉ cần một cái khối lượng giao dịch lớn của tổ chức sẽ đẩy cổ phiếu theo cái chiều hướng mà người ta muốn. Thì chính cái việc mà động thái trong thời điểm 13:44 nước ngoài bán ròng, nó đã tạo một cái quán tính đẩy thị trường rơi, anh chị. Và như vậy thì anh chị hình dung là cái phiên ngày hôm nay mình đánh giá là thị trường đánh có ý định của dòng tiền ngoài, dòng tiền tổ chức. Rồi nhìn về cổ phiếu thì chúng ta thấy là ngay trong vùng đi 30 ngày hôm nay có một cổ phiếu nằm xa, đó là cổ phiếu Thế Giới Di Động. Thì hôm nay nước ngoài bán Thế Giới Di Động là 4.500 tỷ, bán Vinhome 11.000 tỷ. Dĩ nhiên cái khối lượng bán khối lượng cổ phiếu 11 triệu cổ phiếu. Đây là khối lượng đã bán cũng ghê đó vậy ha. Đây là khối lượng của cá nhân khớp lệnh, đây là khối lượng của nước ngoài. Thì có vẻ như là phiên ngày hôm nay là một phiên đánh úp. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải chờ xem thử cái phiên ngày mai sẽ quyết định cái cuộc chơi của thị trường như thế nào. Thì bây giờ đầu tiên đó là nhiều anh chị nhau tới mọi người sẽ hỏi là thị trường có dừng ở 1024 hay không. Thì phiên ngày mai sẽ là một phiên quyết định. Thị trường của chúng ta anh chị thấy là thị trường đã giảm từ đỉnh 1.255, vì hiện tại là thị trường giảm 17%, 18%, một mức giảm ghê gớm anh chị. Anh chị nhìn cái nhịp của thị trường giảm những cái đoạn này, ví dụ như cái đoạn này thị trường giảm 23% là thị trường có một cái nhịp hồi, những cái nhịp giảm của thị trường đó. Thị trường giảm đoạn này là 32%, mà trong khi cái bối cảnh của năm 2022 cái trạng thái khác với lại bối cảnh của thị trường năm 2024, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thị trường giảm tới 17% rồi chị, tức là một mức giảm cực kỳ ghê gớm, và nó đã kéo rất nhiều các khoản thua lỗ, các khoản lãi của anh chị trở về cái phần lỗ. Thị trường ngày hôm nay mình đánh giá là thị trường đang ở trong một cái trạng thái rơi tự do, thì cái việc yếu tố của thị trường bây giờ nó sẽ quyết định cái cuộc diễn trong ngày mai. Thì mọi người thấy có những cái điều sau. Thứ nhất là thị trường theo cái lý thuyết phân kỳ đảo chiều thì thị trường đã tới cái target mà chúng ta đã nói chuyện với nhau 1024 theo lý thuyết phân kỳ vậy ha. Theo lý thuyết phân kỳ đã diễn ra, thì nếu như tới target này thì thị trường sẽ có thể đảo chiều, đó là theo lý thuyết. Đó là theo lý thuyết. Rồi theo Ichimoku thì một lát nữa chúng ta sẽ bàn. Còn theo những cái tín hiệu lịch sử thì mọi người thấy những thời điểm mà thị trường trôi và rơi tự do như thế này, nó sẽ cuồn thị trường đi rất nhanh, và sau đó thì thường sẽ có một phiên thị trường dừng, và tín hiệu nhận diện đó là một phiên mà người nói watch out, hay thị trường sẽ tập, sẽ quyết định cái cuộc diện của thị trường bây giờ những cái nhịp như thế này. Thì phiên ngày mai chị sẽ chú ý cái tỷ số Ichimoku bây giờ vậy, có hỗ trợ của tỷ số nó sẽ là 998
cái giá trị của Ichimoku sẽ là 998, đó là cái mốc. Thì với cái diễn biến này thì rất có thể thị trường sẽ về 998 trong ngày mai. Nhưng chúng ta sẽ cần phải xem thử là cái quán tính, cái cách thị trường về như thế nào. Nếu thị trường sáng lại lên sinh mà xanh nhẹ rồi sau đó lại giảm từ 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 và cuối buổi chiều lại tiếp tục rơi, là coi như cái mốc 998 này không trụ và thị trường còn đi nữa. Và đó là cái điều mà kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất anh chị. Bây giờ còn nếu như mà thị trường mà sáng mở cửa nhảy một cái gap như vậy, giảm mà về mốc 998 và sau đó thị trường có một cây nến màu xanh của ngược, thì mình đánh giá đó là một phiên wash out của thị trường. Mình đánh giá đó là một phiên wash out của thị trường. Vì sao những cái đoạn là phiên thứ sáu, thứ năm tuần trước mình có đánh giá không phải wash out, thứ sáu cũng không phải wash out, vì nó không thỏa mãn cái tiêu chí của Nghĩa đưa ra. Một phiên wash out là một phiên anh chị phải thấy là cổ phiếu nằm sàn hàng loạt, sau đó thì cổ phiếu được giải cứu hàng loạt, thì đó mới là phiên wash out. Đó, thì chúng ta phải chờ cái phiên đó anh chị. Nếu wash out diễn ra thì thị trường mới có cơ hội ngừng, còn không thì mọi người xác định cho Nghĩa là thị trường sẽ còn đi, còn đi, đi rất là mệt, đi rất là xa. Đi rất là xa anh chị. Thì những cái tín hiệu anh chị nhìn những cái phiên wash out thế nào? Ví dụ ở đây là một phiên wash out này cũng có thể ha. Thì những cái nhịp giảm này, đây. Đây chính là những cái phiên wash out này. Phiên wash out này, đấy. Và những cái phiên như vậy, đây là phiên wash out này anh chị. Đây. Phiên wash out này. Là thị trường mở cửa có thể rơi. Ví dụ như sáng ngày mai về thấy thị trường mở cửa rơi. Rồi cổ phiếu nằm sàn khoảng 30-40 cổ phiếu. Ngày hôm nay thì cổ phiếu nằm sàn là 41 mã, người đánh giá sáng ngày mai nếu có nằm sàn khoảng 30-40 mã. Nếu sáng ngày mai mà thị trường nằm sàn được. Được như vậy. Thì sẽ có một phiên wash out. Hoặc một phiên wash out xong anh chị. Thì có cơ hội thị trường sẽ có một nhịp phục hồi, chứ không nói là thị trường chúng ta sẽ tạo đáy. Tại vì thị trường muốn tạo đáy chúng ta phải chờ hai đáy, thị trường sẽ có cơ hội phục hồi và có được một đáy. Muốn có được đáy trọn vẹn phải thấy được hai đáy. Anh chị thấy những phiên wash out xong có thể sợ những phiên tap out lại, tức là những cây nến xanh, càng cây nến đỏ như thế này. Mọi người nhìn ha, có thể là những cây nến xanh, có những cây nến đỏ, nhưng mà thị trường nó cứ liên tục á. Chỉ như vậy. Nếu như đúng chính xác một phiên wash out diễn ra ngày mai thì thị trường có thể có một nhịp phục hồi. Và như vậy thì những ngày hôm nay nếu chị nhà đầu tư mà bắt giá sàn thì có thể sẽ kịp tê. Còn nếu như ngày mai mà sáng mở cửa giá xanh thì coi như là mệt rồi anh chị. Sáng ngày mai mà mở cửa thậm chí có thị trường xanh nhẹ là mệt rồi. Và như vậy anh chị sẽ rất có thể là thị trường lại lên sinh. Sau đó cuối phiên lại rơi. Rồi nhìn về cái trạng thái của thị trường ở không ha, đồ thị tháng thì cái nến tháng ngày hôm nay là một cái nến đóng cửa thấp nhất với 1028. Tạm thời thị trường chưa phá cái 1007. Thì anh chị hình dung cái tháng 11 á, cũng sẽ là một tháng quan trọng. Bây giờ để nói cơ hội của thị trường quay trở lại nó sẽ khó về mặt dài hạn gì. Nếu tích cực nhất thị trường về mặt dài hạn sẽ lên sinh quanh cái trục 1092 này một vài tháng. Đó. Còn nếu tháng 11 mà thị trường mà đóng cửa dưới 1007, đóng cửa tháng 11 như vậy, thì anh chị sẽ xác nhận là thị trường downtrend. Thị trường downtrend dài hạn qua như vậy anh chị. Và như vậy, cái uptrend từ năm 2009 sẽ kết thúc. Và thị trường chúng ta sẽ bước vào giai đoạn downtrend dài hạn. Mà downtrend dài hạn thì coi như là cả một thời gian dài tới đầu tư cực kỳ khó khăn. Cho nên cái tháng 11 sẽ rất là quan trọng. Trong tháng thì chắc chắn nó quét sang cái 1007 này là chuyện bình thường. Nhưng mà phải chờ đợi cái điểm ra đóng cửa tháng. Mà muốn làm được cái điều đó, giảm thiểu được cái rủi ro đó thì ít nhất thì chúng ta phải có được cái cơ hội hồi ở thời điểm này.
thị trường phải có được cái nhịp hồi ở thời điểm này. Cho nên phiên ngày mai sẽ là cực kỳ quan trọng, chúng ta phải xem cái ý chí của tạo lập ở thời điểm hiện tại như thế nào. Vậy ha, ngày hôm nay mình đã thấy cái chỉ số hưng phấn đã đưa nhà đầu tư tới một cái trạng thái bi quan rất là lớn rồi. Và đây là cái điều mà mình hy vọng thị trường có thể dừng cho chị một cái nhịp hồi. Anh chị, vậy ha, những cái thời điểm mà chỉ số PCI index về cái vùng giá trị dưới 25, đó là thời điểm mà thị trường có thể dừng. Thì nếu như ngày mai là một phiên watch out được thì chúng ta có thể có được một nhịp hồi và kỳ vọng có thể kịp T cộng cho anh chị. Nhưng để đánh giá có đáy nghĩa sẽ chưa đánh giá ha. Đánh giá có đáy là chưa có. Còn ngày mai mà như đã nói thị trường mà lên sân là out, coi như tạch như vậy. Cho nên sáng ngày mai sẽ rất quan trọng. Nếu sáng ngày mai mà thị trường mà đang thậm chí hoặc là xanh nhẹ á, thì anh chị thận trọng và anh chị canh hạ hàng nha. Ngày mai nguy hiểm, ngày mai quan trọng. Sáng mà mở cửa không tích cực, tích cực là phải mở cửa nằm sàn, mở cửa rơ, có thể là mở cửa qua thăm chiếu sau đó giảm, hoặc là mở cửa nhảy gấp giảm luôn, cổ phiếu chuyển sang nằm sàn luôn, thì nó mới là mở cửa tích cực. Còn mở cửa mà thăm chiếu có xanh nhẹ hoặc mở cửa mà nhảy gấp tăng nhẹ là mệt cái gì, là ngày mai mệt nha. Đó. Cái kịch bản phục sell bán dài dốc chéo nó sẽ kéo dài, và đó là cái điều mà chúng ta nói chuyện với nhau rất là mệt mỏi. Cho nên ngày mai, sáng ngày mai mà thị trường mở cửa xanh á, thì anh chị có hàng mọi người nên hạ tỷ trọng. Tới bây giờ bắt buộc anh chị phải không bán nữa, anh chị phải bán. Anh chị nên bán 50%. Rồi dạ, nếu sáng mở cửa có giá xanh. Còn nếu như mà thị trường mở cửa giá sàn thì ngủ yên. Mở cửa giá sàn lại không bán. Và đợi, anh chị đợi cái điều đó diễn ra, xem thử là dòng tiền có vào cuộn watch out hay không. Nếu như mà diễn biến này vậy thì mình đánh giá rất cao có một phiên watch out sẽ diễn ra rất cao luôn. Đương nhiên không phải là lúc bắt đáy anh chị nha, không phải là bắt đáy. Nếu watch out diễn ra chỉ là cái cơ hội T cộng, và những anh chị nào mà bắt đáy bắt ngày hôm nay vào OTC giả sử thì tương rơi bắt vào thì nghĩa đánh giá ổn. Tại vì thị trường chúng ta đang đau trend thì dù cho thị trường có đau đi chăng nữa anh chị, thì anh chị hình dung nó phải có một cái nhịp hồi, phải có một cái nhịp hồi, thì như vậy thị trường mới có thể dừng. Thì bây giờ anh chị nhìn cái kênh giá của thị trường này, thị trường chúng ta càng ngày là càng uống cái điểm rơ nó sốc hơn chị. Tất cả địa điểm rơi của thị trường càng ngày cái độ dốc nó càng uống xuống. Đấy. Càng ngày nó càng uống xuống. Và nếu chị nói cắt đáy lại vậy. Đó, thì có vẻ như đáy ngày hôm nay là một cái điểm chạm. Cho nên bây giờ mà thị trường break phát ấy, gọi là break down ấy, là cú rơi nó ghê gớm lắm. Còn nếu như mà thị trường chúng ta dừng được ở đây quay trở lại thì có thể thoát khỏi cái mô hình này, thì thị trường chúng ta sẽ một là lên sinh, hai là thị trường sẽ có cơ hội tạo đáy. Cho nên chỉ chờ thôi chị ha. Phiên ngày mai sẽ là một phiên quan trọng của thị trường. Ý chí của thị trường nó sẽ nằm ở đây. Phiên ngày hôm nay mình đánh giá nó là một cái phiên mà lượng hàng tồn trên thị trường đã phải ép bán rất nhiều rồi. Đó. Những nhà đầu tư người ta lạc quan nhất, người ta cũng phải mang hàng ra bán và thị trường bị chửi rất nhiều. Thị trường ngày hôm nay bị chửi rất nhiều khi cái chỉ số USD index này nó lên như thế này anh chị. Chỉ số USD index lên là thể hiện cái sự bi quan của nhà đầu tư. Người ta đã bắt đầu chửi thị trường, chửi cờ bạc bịp rồi cái sòng bạc như này như kia. Đó, tức là những người mà đầu tư dài hạn, đầu tư nó chuyển thành đầu cơ anh chị. Đây là lúc mà người ta chửi thị trường. Thì cái cơ hội thị trường nó dừng lại là có, nhưng không có gì là chắc chắn cả, tại vì thị trường này đang là một cái thị trường downtrend, và cái xác suất của thị trường chúng ta phải chờ đợi cái phiên ngày mai để quyết định. Nếu sáng ngày mai thị trường mở cửa rơ, mà đẹp nhất là thị trường rơ về nằm sàn ở 998 như vậy, thì được bật một phát là coi như đẹp luôn, tức là ngày mai có thể một cây nến xanh dài luôn chị. Đó, có thể sẽ là như vậy luôn, một cái nến xanh dài.
là đẹp ngay, đổi cái màu khác vậy đó. Nếu như ngày mai mà cái sinh dài là thị trường có một cái dịp hồi, cái này bây giờ sẽ là thời điểm cực kỳ quan trọng của thị trường anh chị nè. Ngày mai mà rơi nữa là coi như là mệt, rơi mà rơi cuối ngày anh chị là coi như là về xác định là cuộc chơi chúng ta phải, những chị nào mà còn chống đối thị trường thì cũng phải thu mình về đó. Còn những anh chị nhà tư mà mọi người đi anh chị đang ôm tiền thì có wash out thì chị khuyến nghị chị T cộng, có wash out chị khuyến nghị T cộng chứ không phải là xuống tiền mua cổ phiếu bắt đáy nha, chị khuyến nghị T cộng à. Vậy nhìn cái khung đồ thị trung hạn chúng ta đang có một cái nhịp giảm liên tiếp 1 2 3 4 5 6 7 8 à, đây là 4 ngày 5 này, 8 tuần rồi, 8 tuần rồi gì. Vậy nhìn thị trường mà rơi một cái nhịp dài như vậy thì và chưa có một cái nhịp hồi nào trong khung đồ thị trung hạn cả, cho nên mình đang đánh giá ở thị trường có cơ hội, ít nhất thị trường muốn tiếp tục downtrend thì phải có nhịp hồi như vậy. Cho nên cái đợt này mình nói với chị đúng không, thị trường mà đóng cửa thế này là cuối năm nay Tết nhưng mà đói như vậy à, thì đói rồi đấy, thì bây giờ chỉ là chờ những cái dịp hồi để tham gia cái đánh ngắn kiếm tiền 10 15% may mắn thì ra, chứ không nên chị đầu tư mọi người đánh bắt đáy rồi đánh lớn rồi kỳ vọng sóng ngô như này kia, chưa phải như vậy ha. Cái gì muốn thấy được thị trường ở lại thì chị phải thấy thị trường có đáy, chị muốn thấy điều đó thì chị phải thấy thị trường có đáy như vậy à, đúng không? À, phải có hai đáy thì chúng ta mới có thể gọi. Còn bây giờ thị trường nó đang là 50-50 nha, mà trong khi cái rủi ro đang rất nhiều, tâm lý thì nhà đầu tư lại bàng hoàng à. Mình cũng nói khách hàng là chị ngồi im đi, đúng không? Chị ngồi im, chỉ là anh chị nhà đầu tư nào mà có tiền mặt quá nhiều á, phun tiền mặt luôn thì cái phiên sàn ngày hôm nay có thể vào thăm dò bắt 15 đến 30% tùy cái tỷ trọng của anh chị. Còn lại đa số khách hàng nghĩa đều báo là gì, ngồi im đợi thì đưa xong xuôi rồi vào, không có vào vội vàng gì đó lúc này cả. Mình khuyến nghị cái điều đó rất rõ ràng, khách hàng mình ngày hôm nay ngồi im anh chị. Vậy à, cái thị trường này là một cái thị trường đang rất hấp dẫn với những người cầm tiền nhưng đang rất sợ với những người ôm cổ phiếu, đó là cái nghịch lý của thị trường, có người thắng sẽ có người thua. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi cái phiên ngày mai chị nhé, mọi thứ đều có thể. Còn câu chuyện về mặt chính sách, về mặt thông tin thì rạng sáng ngày hôm nay ngày 1 tháng 11, 1 giờ sáng chúng ta sẽ có một cái số liệu quan trọng, đó là cuộc họp của Fed. À, thì nếu như mà cuộc họp này có một kết quả tốt anh chị, đó có thể sẽ là một cái diễn biến để tạo một phiên wash out, một yếu tố hậu thuẫn về Fed. Nếu như mà không tăng lãi suất kèm theo những cái phát biểu cái kế hoạch tốt, không có yếu tố diều hâu thì như vậy mà đánh giá thị trường chúng ta sẽ có cơ hội tạo một phiên wash out. Đó. Và thị trường sẽ có một cái nhịp hồi ngắn thôi chị, chứ không phải là tạo đáy nha, chưa có gì gọi là đáy cả, chỉ có nhịp hồi ngắn. Còn nếu như mà Fed một phiên đi thì coi như là Fed diều hâu thì coi như là cũng mệt mệt cái gì. Ok, cái này phiên ngày mai thị trường mở cửa sẽ quyết định cái cuộc chơi như thế nào, chúng ta sẽ nhìn và đánh giá nha cả nhà. Rồi, ok. Thì cơ bản sẽ là như vậy. Thì nếu như mà thị trường wash out được, nghĩa đánh giá cái cơ hội tham gia sẽ nằm ở một vài cổ phiếu của nhóm ngân hàng và một vài cổ phiếu của nhóm chứng khoán. Khi mà rất nhiều các cổ phiếu của nhóm A chứng khoán đã về có cái điểm hỗ trợ mà nghĩa có chia sẻ, ví dụ như nhóm mình ngân hàng là có biết à, biết về lại một giá 39 là khá là ổn áp đó chị. Nếu như mà thị trường wash out được một biết về 39 là chúng ta có thể bắt được này. Rồi VIP một lần nữa, VIP về vùng giá 17 17.3 bậc đang rất là hấp dẫn, rất là ngon chị. Thì đó, nếu như mà thị trường đánh trụ như thế này thì chúng ta có thể bắt một vài cổ phiếu và những mà ngân hàng, ví dụ như là CTG chẳng hạn. CTG mà ngày mai mà đạt được về 26.5 thì nó giá ok đó. À, nếu thị trường wash out chúng ta sẽ tham gia một vài cổ ngân hàng như vậy. Còn cổ chứng thì ví dụ như bây giờ anh chị thấy SSI là ngày mai về là tới cái điểm mà mình nói SSI ngày mai đạp một phát là gì, thấy đi 12% không à, ngày mai đạp một phát là đi 6%,
cũng tuần thì là 12% rồi. Cái cây ngày mai mà có 27.5 à, 24 24.7 kèm theo thị trường có washout thì có thể tỷ cộng được. XHS này đó 12.8 này đó, nếu như mà ngày mai washout là tỷ cộng được. Rồi VIX đang về tới cái vùng giá là 11.6 đến 12 đó chị. À, VIX đang về điểm rất đẹp nha, 11.6 đến 12. À, đây là điểm mà nghĩa cho rằng là đã hợp lý đủ để có thể có một nhịp tê cộng nếu như thị trường thuận lợi quá sao. Ok cả nhà. Đó vậy chỉ mình chỉ nhìn thấy là hai cái nhóm ngành này thôi. Còn lại thì không thấy có quá nhiều cơ hội ở các nhóm ngành khác. À, cho nên thị trường ngày mai sẽ cực kỳ khốc liệt, quan trọng chúng ta cần phải thêm nữa cả nhà. À, nếu anh chị nhà tư mà đang ôm một cái tỷ trọng lớn mà có được một phiên wash out thì mình đánh giá đây sẽ là cái dịp hồi để anh chị ra hàng, hồi để ra hàng cái gì, tại vì mọi người đang thua lỗ quá nhiều cho nên nghĩ biết là anh chị đang rất là chán nản và sợ, thì chia sẻ với anh chị nhiều thứ về cái việc đó. Nhưng mà thị trường này chúng ta phải tồn tại thôi anh chị ha, cho nên không có vội vã, đừng có gọi là đây là đáy mà xuống tiền 100% nha anh chị. À, anh chị mà xuống tiền bây giờ là anh chị đang bắt vô rơi, có chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. À, cho nên mọi người đừng có vội vàng lúc này, nhớ là ngồi im đi vậy. À, khi nào mà nghe nói là à, thị trường có đấy rồi, xong xuôi rồi, vào bắt đi anh chị, vào mua đi, giải ngân đi vậy thì ok, vậy xuống tiền mạnh tay, không bây giờ như vậy là lúc. À, rồi thì video các bạn sẽ là như vậy, biết là anh chị nhà tôi đang rất hoang mang trong phiên ngày hôm nay, thì ngày mai sẽ còn hoang mang hơn nữa. Ngày mai sẽ là một phiên quyết định cái cuộc chơi của thị trường. À, trong giai đoạn cuối năm này chúng ta có được những cái nhịp hồi để kiếm tiền không, chứ bây giờ thị trường nó đã lấy đi cái bánh chưng của chúng ta rồi anh chị, mà phải chuyển sang là kiếm ra một vài cái bánh gì đó ăn Tết thôi. Đây, chúc anh chị nhà đầu tư mọi người có thể bình tĩnh trong cái thị trường này. Anh chị nào đang xem video mà anh chị đang rơi vào cái tình trạng là tài khoản thua lỗ, mất định hướng, hoang mang, không biết làm gì, thì anh chị cứ liên hệ với nhé. Anh chị mở tài khoản tại VPS, hoặc anh chị đã có tài khoản tại VPS thì mọi người có thể chuyển về ID, có nghĩa là ID 3298. Anh chị sẽ hỗ trợ anh chị ha. Anh chị mở tài khoản thì chị làm như này. Còn anh chị chuyển ID thì anh chị sẽ làm như này. Đó. Mọi thao tác nó đâu thực hiện rất là dễ. Thôi. Cho nên phiên ngày mai sẽ là một phiên quan trọng của thị trường nha chị. Watch out hay thị trường tập. À, watch out thì có tỷ cộng cho anh chị, còn tập là coi như là đi trôi về phương xa luôn chị. Mình sợ cái mốc 998 không trụ được luôn. Rồi, ok. Nói gì trước khi kết thúc thì nhớ để lại một like, một share, một comment ha. Và hẹn gặp lại anh chị vào buổi livestream tối ngày hôm nay lúc 20 giờ trên kênh ITB Group Channel. Xin chào.